Em test nồi Toshiba cả nhà. Đó, đẹp không tì vết luôn. Em này cực kỳ đẹp luôn nha. Thằng này mới giờ là em vậy luôn, em chỉ lau sơ mặt dính bụi thôi, còn lại cực kỳ đẹp luôn. Sản xuất 2015 luôn kem luôn. Toshiba. Màu này rất là hiếm nha. Hồng phấn nè, cực kỳ hiếm đẹp luôn. Hút chân không nha cả nhà. Cực kỳ xịn sò luôn. Đây. Son thì em bao đẹp luôn, không tì vết. Son hai đáy. Cực kỳ xịn sò. Cái gân là do bên Nhật người ta nấu đậu đỏ đồ đó. Còn lại gắn là dẻo ha. Con rất là dẻo, dẻo nhẹo luôn á. Tại vì bên Nhật người ta nấu tổng hợp, nó nấu đậu đỏ đậu này đậu kia rồi thành ra nó vậy, nên nó thật sự là nồi rất là đẹp và là hàng xài nước. Cả nhà mình đang cầm có nồi VIP mà cơm ngon, có chế độ nấu cơm cháy. Nói chung là nồi của hãng Toshiba là hội tụ tất cả những cái mà công nghệ tiên tiến, công nghệ mà ok nhất luôn đó. Vừa có hút chân không độc quyền của Toshiba và vừa có được nấu cơm cháy luôn, cực kỳ xịn.